Xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hiệp 2 trận đấu chung kết cấp 3 giữa hai lớp 10A1 và 10A2. Đã vô gol luôn. Mấy không rồi. Tỷ số là 1-0 cho lớp 12. Đã vô gol luôn, xuống đi gol luôn. Đã thẳng vô gol luôn, đã thẳng vô gol luôn. Đề nghị cổ động viên không cãi trọng tài. Anh là thủ môn bị phạm một lỗi ném bóng ngoài vòng cấm cho nên là lấy bên khác, lấy bên khác. Đỡ chúng có hai ngón tay đâu kìa. Về đi, đừng có lên mà thôi. Coi tiền sao.
Thành ơi đi đâu? Ủa vậy hả? Đâu biết đâu? Nhái ơi, cổ nhái thôi. Mất hồn nó đi thấy lên từng phần luôn. Bản xạ của thung môn. Nhái ơi. Nghe con ngồi luôn ra tí cũng thôi banh trúng không? Tụi con đá chắc lại đi, ở trên hàng công tốt rồi nhưng mà hàng thủ á chơi chắc lại. Hà Huy với Hân Thịnh vô đi. Thấy ở trên nó đuối hết trơn rồi, Nam nó chạy đâu nổi đâu. Nãy Nguyên nó đuối quá phải ra. Đúng là lúc Nguyên ra là Hà Huy thay vô thay vị trí của Nguyên luôn đó, không bị hỏng ở phía trên. Nguyên đâu có sức nó lên trên nó cày đâu. Tiến ơi, xuống đi. Sao banh mà, banh là bạn mà. Có xương ngồi xuống đi em thôi chứ banh nó vô coi xương đó coi xương. Đi vô coi xương. Coi vô đó dư em một nha xong rồi. Chạy luôn nhân. Chạy luôn. Có lên. Cắm 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 một đứa thôi. Bây giờ là ngủ đi. Đây luôn. Giữ số 3 một ai. Em đi ra đây. Nhân ơi. Chạy đi nhân. Có lên nhảy ơi, nhảy ơi. Quang Huy, con lượm mấy cái hộp seri con mới nhả ra bỏ một bọc. Không được xả rác. Lượm vô. Hãy cho cô nè. Đá cho cô nè. Em vô đá cho cô nè. Đứng. Trời ơi.